Bình luận viên Quang Huy dự đoán trước cái kết bất ngờ cho U23 Việt Nam, nhắn nhủ với vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, cổ động viên cả nước đồng thuận. Thắng đậm U23 Malaysia 4-1, U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023 và đối đầu với Indonesia. Với bình luận viên Quang Huy, người theo dõi các đội từ trước khi bóng lăn tại Thái Lan đã cho rằng U23 Việt Nam chẳng cần đặt nặng thành tích mà đá, đó là lý do mà chúng ta có lẽ sẽ thắng. Bình luận viên cựu của bóng đá Việt Nam cũng đã cho biết đây là một trận tốt nhất từ trước tới giải. Những gì mà vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tập dượt cho các cầu thủ ở hai trận đầu trước cũng đã đúc rút và thể hiện đầy đủ qua trận đấu với Malaysia. Hai trận vòng bảng U23 Việt Nam ra sân với nhiều cầu thủ trẻ mới 17-18 tuổi, họ vỡ xa được nhiều điều ở những giải đấu như thế này. Vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã có sự xoay tua để lọc ra đội hình tốt nhất, bình luận viên Quang Huy cho biết. U23 Việt Nam có sự chuyển đổi trạng thái hay. Ngoài ra, các cầu thủ cải thiện được khâu dứt điểm, nhưng chúng ta vẫn chưa làm tốt ở những pha bóng bổng. Tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề mà vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho các cầu thủ. Theo bình luận viên Quang Huy, không chỉ có U23 Việt Nam mà các đội trong khu vực đều sử dụng cầu thủ trẻ trong giải đấu năm nay. Các cầu thủ chưa có cơ hội tham dự SEA Games đã được trao cơ hội thể hiện. Với trận chung kết, bình luận viên Quang Huy đã động viên U23 Việt Nam. Các đội bóng đều mang tới một lực lượng trẻ để cọ sát, từ đó có sự trưởng thành hơn và có cơ hội được tham dự các giải đấu lớn hơn trong tương lai. Dù kết quả như thế nào thì người hâm mộ hãy cứ động viên U23 Việt Nam, bởi mục đích chính ở giải U23 Đông Nam Á không phải là thành tích. Tôi chờ đợi vào một trận đấu hấp dẫn giữa U23 Việt Nam và Indo ở chung kết. Còn về kết quả, bình luận viên Quang Huy dự đoán, tôi tin chắc U23 Việt Nam không toan tính quá nhiều cho trận bán kết vừa rồi mà cứ vào sân với mục tiêu ghi bàn, đó là lý do tại sao chúng ta chơi thăng hoa như vậy trong hiệp 1. Nếu gạt bỏ được tâm lý rồi thì tôi mong các em sẽ đá hồn nhiên như trong trận chung kết, đó sẽ là chìa khóa dẫn tới chiến thắng. Đáp lại bình luận viên Quang Huy, ông Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ khẳng định Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết rồi. Nếu Indo thắng ngày mai thì tôi cũng không ngạc nhiên vì họ là đối thủ mạnh, còn vị huấn luyện viên người Hàn Quốc thì rất là giỏi. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi sợ Indo, bóng đá không phải là môn toán. 1+1 bằng 2, Việt Nam sẽ tôn trọng đối thủ và cố gắng chơi với phong độ tốt nhất. Tại giải đấu Thái Lan diễn ra suôn sẻ thì ông Tuấn và các học trò sau khi có chiến thắng sau trận vòng bảng hạ Lào 4-1, Philippines 1-0, Việt Nam đã đè bẹp Malaysia ở trận bán kết với tỷ số 4-1. Đối thủ của chúng ta trong trận chung kết đó chính là Indonesia. Khi được hỏi về lối chơi của đối thủ từ sự quan sát xem trận đấu bán kết hôm qua thì ông cũng cho biết Indonesia có vị huấn luyện viên tốt cùng với dàn cầu thủ đồng đều, dày dặn kinh nghiệm nên họ thay đổi rất linh hoạt cả về chiến thuật lẫn nhân sự. Tùy theo sự đối thủ mà chúng ta sẽ đảm bảo hiệu quả về nhân sự cũng như là chiến thuật. Chúng tôi cũng đang cố gắng xoay tua để ứng phó phù hợp với từng đối thủ. Gặp Indo ngày mai thì chúng tôi sẽ đá theo phong cách khác nhau. Có mặt trong phòng họp báo trước trận, chân sút của Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Quốc Việt đã cho biết đây sẽ là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Indo có vị huấn luyện viên giỏi, đội hình toàn là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ phải thật đoàn kết, toàn đội sẽ bước vào sân với lá cờ trước ngực và sự đoàn kết ở trong team. Tôi xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Việt Nam từ đầu giải đến giờ. Toàn đội sẽ cố gắng để không phụ lòng người hâm mộ. Cũng trong cuộc họp báo, ông Tuấn đã nhận một câu hỏi thú vị rằng trình độ ngoại ngữ của ông rất tốt, có thể nói là số 1 trong giải đấu năm nay, thì ông cho biết đầu tiên thì tôi cũng chỉ như Quốc Việt mà thôi, nói được vài câu, nhưng tôi học dần dần, tôi học trên sân, ngoài đời, từ đồng nghiệp, sự kiên trì thì rất quan trọng. U23 Việt Nam đã tấn công hay và hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một chút trục trặc trong khâu vận hành ở hành lang, phòng ngự. Đôi lúc có thể là thiếu kinh nghiệm, chất lượng bộ ba trung vệ cũng đã cải thiện hơn nhiều so với hai trận đấu trước, nhưng vẫn còn một vài điểm mà họ mất liên lạc. Công bằng mà nói, tuyến giữa cũng đã bọc lót không tốt trong các tình huống. Có vẻ như là các cầu thủ của chúng ta sau bàn thắng thứ 3 thì cũng đã vội nghĩ tới việc là vào trận chung kết nên có hơi chủ quan. Một điều quan trọng nữa là những cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn dễ dính vào bẫy khiêu khích của đối phương. Họ dễ nổi nóng khi mà bị chơi xấu ở trên sân. Và làm thế nào để cho các cầu thủ luôn giữ được sự bình tĩnh? Ông Hoàng Anh Tuấn thì cũng đã phát biểu, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt mọi thứ cả về chuyên môn lẫn tinh thần để có trận chung kết hoàn hảo. Tôi hạnh phúc một chút trước U23 Việt Nam vào chung kết. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng giải chưa kịp khép lại vẫn còn một trận quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi kiểm soát, tấn công mạnh mẽ. Cầu thủ phải thật linh hoạt, nhanh nhẹn và nỗ lực giành chiến thắng. Phải chăng giới hạn sức mạnh của Việt Nam vẫn là một ẩn số? Bên kia, ông Shin Tae-yong thì cũng đã cho biết, Việt Nam cũng giống như các đội khác đều tham dự trong giải đấu trẻ và là một đội mạnh, nhưng tôi tin Indo sẽ dễ dàng giành chiến thắng khi gặp họ. Ông Shin nói tại cuộc họp báo, khi được hỏi về kết quả xảy ra sao thì vị huấn luyện viên Hàn Quốc mạnh miệng tuyên bố, tôi biết huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã từng tham dự World Cup nhưng chỉ là cấp độ U20, còn tôi dẫn dắt Hàn Quốc tại World Cup 2018, đẳng cấp khác nhau và Indonesia sẽ chơi để chứng minh điều này. Ông Shin cho biết, vào chung kết tôi sẽ còn chơi tốt hơn. Tôi chẳng có bí quyết nào để giúp Indo lột xác, thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở bán kết cả. Đơn giản là chúng tôi đá càng nhiều thì tính đoàn kết càng cao. Nói về lối đá bạo lực của các học trò thì ông cũng đã cho biết, đối thủ ở trên sân cũng là đồng nghiệp. Tôi luôn bảo các cầu thủ đừng cố gắng làm chấn thương ai, nhưng tinh thần chiến đấu cũng rất cần, điều đó quan trọng trong bóng đá. Ông Shin đã ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indo từ năm 2020. Ông không chỉ nắm đội tuyển quốc gia mà còn cầm quân của đội tuyển trẻ xứ sở Vân Đảo U17, U20 tới U23 và chưa từng thắng Việt Nam, chưa có danh hiệu nào. Trong lần gần nhất mà hai nền bóng đá gặp nhau là tại SEA Games 32, tuy nhiên đó là giải mà ông Shin không dẫn dắt. Tại vòng bảng U23 Đông Nam Á năm nay thì Indo đã thi đấu kém thuyết phục khi thua ngược Malaysia 1-2. Nhờ Việt Nam hạ Philippines, thầy trò ông Shin mới có thể vào bán kết với vị thế là nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên tại bán kết, Indonesia như lột xác, họ đã chơi áp đảo và thắng 3-1 trước Thái Lan, đội toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và ghi 8 bàn, chưa thủng lưới bàn nào. Trận chung kết U23 Đông Nam Á diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Trước khi giải đấu diễn ra, VFF không đặt mục tiêu thành tích cho đội tuyển Việt Nam mà muốn toàn đội xây dựng được lối chơi nhuần nhuyễn, đẹp mắt để hướng tới những giải đấu quan trọng trong năm nay.